Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Chơi cho ta một miếng với. Hơi giãn một chút, đừng động đậy lung tung. Bây giờ ngươi rất là yếu, ăn một ít cháo trước đi. Đa tạ tráng sĩ, các ngươi là ai vậy? Chúng ta là ai, ngươi không cần phải biết. Chúng ta đang còn rất vội, không nói nhiều lời. Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu. Nếu như có thể trả lời được thì sẽ cho ngươi thù nào. Được. Thứ nhất, nghi thức đó để làm gì? Là ai làm? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tráng sĩ, chúng ta bị người của thôn đại của trại kế bên bắt đi, chặt đầu hiến tế lên trời. Quốc sư nói, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo mỗi năm được mưa thuận gió hòa. Quốc sư là ai? Đúng vậy, đúng vậy. Đạo hiệu của quốc sư là thiên tử. Ông ta là người tốt, ông ta là người tốt thật sự, cứu khổ cứu nạn. Thiên tử, nói chi tiết cụ thể. Hạn hán nạn châu chấu của mấy năm trước, không biết đã làm đói chết bao nhiêu người. Quốc sư đại nhân đã đích thân ban phát, đã đích thân phát bánh cho chúng ta, còn tặng thêm một hạt giống lương thực. Chỉ đáng tiếc là hạt giống lương thực năm đầu tiên khi gieo xuống lại không có nảy mầm. Tiên sư lại nói rằng chúng ta phải giết súc sinh để lấy máu tế thần, cầu cho mưa thuận gió hòa. Nhưng mà người cũng đã đều chết hết rồi, trong thôn làm gì có nhiều súc sinh như vậy. Sau đó lại nghe người khác nói rằng máu người đầu người cũng có thể dùng được, lấy đầu người để cúng tế. Mọi người lúc bắt đầu cũng không tin, nhưng mà ở cái thế đạo này, mạng người chính là thứ không đáng giá nhất. Quốc sư vào năm thứ hai đã đưa hạt giống lương thực cho mọi người. Có thôn chặt đầu của sơn tặc xuống để tế trời, năm thứ hai quả nhiên là mưa thuận gió hòa rồi. Hơn nữa, hạt thóc mà thôn giết người tế trời gieo xuống đều mọc ra, mà còn phát triển rất tốt nữa. Thôn không có tế trời thì cũng không có thu hoạch được gì. Cho nên mọi người đều đi giết sơn tặc, đạo tặc. Dù sao những sơn tặc cũng đều đáng chết. Giết cũng là để trừ hại cho dân. Nhưng mà đến cuối cùng thật sự là không có sơn tặc để giết nữa. Có thôn chậm chí là săn giết người đi đường để tế trời. Dù sao đế quốc cũng đã loạn thành như vậy rồi, đều còn đang đánh trận, cho dù là giết người cũng không có ai đi quản. Sau khi giết người, những ngày tháng chờ đợi, vụ thu mọi người đều đói không chịu nổi, nấu cơ thể lên để ăn, hết cách rồi, không ăn thì đói chết. Mọi người cũng không muốn chết. Cái này, đầu người sẽ được đặt ở trong mương, đào sẵn làm thành nghi thức cúng tế, phù hộ cho năm sau có thu hoạch. Sau đó thật sự không bắt được người, giữa thôn với thôn lại bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Chỉ là mấy câu nói, chỉ có mấy tháng ngắn ngủi lại khiến cho thật sự đạo đức cuối cùng của đế quốc triệt để sụp đổ như vậy. Những chuyện này trước đây thực ra cũng đã từng xảy ra, nhưng mà đều là che giấu làm, sau loạn thế hoàn toàn là không có ai quản thì hoàn toàn để lộ ra ngoài. Chỉ cần làm một số lần, nếu được vị ngọt, các người dân ở trong thôn sẽ không chịu dừng tay lại. Con người chính là như vậy, một khi mất đi hết lương tâm đạo đức sẽ biến thành dã thú. Hay thật ra thiên tử có lẽ đã mai phục nhiều năm ở đế quốc rồi, từng bước chỉ dẫn, cuối cùng ở loạn thế mới đem đế quốc đẩy xuống vực sâu. Ta sớm đã nghe đồn về tên tuổi của hắn rồi, chỉ là không ngờ lại ác hóa nhanh đến như vậy. Hả? Các ngươi nói cái gì vậy? Quốc sư là người tốt đấy, sao hắn có thể hại chúng ta được chứ? Trên người của ngươi có đem theo hạt giống lương thực hay không? Để ta xem thử. Đương nhiên là có rồi, ta từ chỗ của thôn trưởng trộm được. Dựa vào cọng cỏ, vỏ cây, chống đỡ cho đến mùa xuân, tuyết tan ra. Ta chính là dựa vào chút hạt giống này để sống qua ngày. Có chút thú vị. Hạt giống lúa này đã nấu chín rồi. Cái này, thủ đoạn nhỏ. Thôn không có giết người cúng tế, hắn cho là hạt giống đã luộc chín. Thôn giết người là cho hạt giống chưa luộc chín. Hạt lúa có thể nảy mầm. Hả? Luộc chín ư? Quốc sư là người tốt như vậy, sao có thể làm vậy chứ? Nhiều năm như vậy rồi, các ngươi đều chưa có kiểm tra qua hạt lúa hay sao? Người cất giữ hạt lúa là thôn trưởng là tín đồ của quốc sư. Chỉ có khi gieo trồng mới đưa cho chúng ta. Người dân ở trong thôn nào dám nghi ngờ đều sẽ bị đuổi ra khỏi thôn.
thậm chí là biến thành vật cúng tế. Thiên tứ quốc sư đó trông như thế nào, ngươi có biết bây giờ hắn đang ở đâu hay không? Ta không biết, chỉ biết quốc sư có đeo một cái mặt nạ đồng tiền. Vào mấy tháng trước, hắn còn đang ở gần đây để truyền giáo. Hắn. Này, ngươi bị làm sao vậy? Chết rồi, bị diệt khẩu rồi. Lão đại, đây rốt cuộc là sao? Xem ra hắn sớm đã bị người khác động tay động chân rồi, đến ngay cả linh hồn đều đã bị xé nát ra. Xem ra hắn đã cảm ứng được có người để ý đến hắn rồi, cho nên dùng thủ đoạn diệt khẩu. Thủ đoạn này có hơi giống với cổ thuật của lão Nico. Có thể cảm ứng được hắn đang ở đâu hay không? Quá xa, chỉ có thể biết được đại khái là ở Bính Châu. Cẩn thận, hắn cũng đã chú ý đến chúng ta rồi. Đến nay vẫn luôn trốn ở trong bóng tối, là một tai họa rất lớn. Nói thế nào nhỉ? Phải đi Bính Châu để truy sát thiên tứ hay là tiếp tục truy sát cổ thần đây? Bính Châu, phương hướng này hoàn toàn ngược lại với phương hướng của chúng ta. Mục đích của chuyến đi này không thể nào thay đổi, tiếp tục truy sát cổ thần. Được, đi thôi. Bính Châu, thành trấn nào đó? Quốc sư đại ân đại đức, không biết lấy gì báo đáp, quốc sư. Ở thời đại này lại xuất hiện một dị loại như là Trình Đại Nồi. Rõ ràng là một người phàm, phía sau lại có một tồn tại lớn mạnh khiến người khác phải giơ tay chịu trói. Đúng là khiến người khác đau đầu.